bạn con web chạy marketing quảng cáo các bạn. Con web này đầu tiên các bạn chưa có tài khoản thì các bạn bấm vào nút đăng ký nha các bạn. Các bạn bấm tên, họ, mail và xác nhận mật khẩu rồi các bạn. Rồi đầu tiên vì mình đã có tài khoản rồi, mình để không mất thời gian các bạn, mình đăng xuất ra mất công quá các bạn ơi, mình vô đăng nhập nha các bạn. Mình vô đăng nhập luôn. Rồi nha các bạn, mình đăng nhập các bạn. Cái này mày nè bạn. Bây giờ là số lượt chơi là tới 75.000 người chơi các bạn. Số lượt tăng dần các bạn, vì mình yên tâm nha các bạn. Sau khi các bạn vào giao diện chính nó gì, các bạn click vào cái phần thông báo này các bạn, sau khi các bạn chơi được một ngày nha các bạn. Rồi, nó sẽ thưởng cho các bạn một ít nè. Các bạn nắp vô archive và đúc nhận nha các bạn. Rồi. Sau khi mình đã tham gia được khoảng hơn 10 ngày các bạn, mình được là 446 USD nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền nha các bạn. Các bạn click vào cái phần này nè các bạn. Vì sau khi các bạn đăng ký với đường link của mình, các bạn được 10 đô, 25 đô gì mình cũng quên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút tiếp tục nha các bạn. Rồi để cho nó chạy lót một chút nha các bạn. Các bạn nhớ bấm nút like và subscribe ủng hộ mình một chút nha các bạn. Mình có kèo gì thơm thơm mình sẽ chia sẻ thật lòng hết cho các bạn luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên một con app này. Mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn luôn nha các bạn. Rồi gì nó bảo mật các bạn. Nếu mà nó nói ra gì các bạn bấm vào nút tôi phải người máy nè. Đây nó bảo mật thôi các bạn, không sao rồi các bạn bấm bỏ đi nha. Rồi chạy tiếp, rồi bấm nút tiếp tục. À. Rồi, các bạn bấm vào chữ confirm nè. Confirm. Rồi, cũng là chữ hoàn thành các bạn. Sau khi các bạn chạy như vậy là các lợi nhuận này là nó sẽ cho mình cái phần trăm tiền, là cái lợi nhuận này là của những người kinh doanh đứng đầu hàng đầu các bạn sẽ đầu tư giúp mình á. Như là cái này là mình đầu tư thôi mà nó cũng giống như chạy quảng cáo vậy đó. Rồi mình sẽ các bạn mấy phơi này các bạn làm cũng y chang nha các bạn. Rồi các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn qua cái mục này nè. Cái mục thứ hai, cái mục Binance Fund nè các bạn, là cái mục này là cái mục tùy chọn gì phân quá. Ủa, cái mục này là mục đầu tư. Còn mục trên là tùy chọn gì phân các bạn, mục plan nè. Rồi để cho nó chạy cái các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền thật là nhiều luôn. Nè các bạn, các bạn lướt xuống đây nè các bạn. Các bạn chọn vào chữ Acti nè. Trước khi các bạn mới chơi thì các bạn đâu có tiền đâu nhiều mà chạy nhiều, đầu tư nhiều. Còn mình đã chơi được khoảng hơn 10 ngày mà mình được 400 mấy các bạn, mình sẽ đầu tư 5x nha các bạn. Rồi mình đầu tư 5x, rồi mình chạy tiếp tục. Này các bạn, sau khi mình đầu tư 5 đô là lợi nhuận sau 24 giờ là mình lời được 1 đô 25 nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cục tiền luôn nha các bạn. Rồi các bạn nút tiếp tục nè. À, cái này là con web của Anh Quốc nha các bạn. Rồi vậy là xong các bạn. Sau khi xong là nó cập nhật cho bạn 24 giờ. Mỗi buổi sáng các bạn vô làm, hoặc trưa chiều gì các bạn gánh vô làm, ngày cứ khoảng bó ra 5 phút à. Rồi các bạn vô một cài đặt chính nè các bạn. Cài đặt thanh toán nè các bạn. Các bạn click vào. À. Rồi. Các bạn click vào cái mục Bitcoin nè các bạn. Rồi các bạn chọn ví nào thì ví các bạn. Không chỉ định là ví WeWe, Buffett Money, thẻ Mastercard, thị thực coi IQ BM, mình không có gì này mình không biết.
tiếp quay, mình không biết luôn, trả tiền tiền mặt, chuyển ngân hàng nữa các bạn, chuyển khoản ngân hàng nữa các bạn. Thì mình đã ép cái ví Bitcoin của mình vô rồi thôi các bạn. Rồi sau khi các bạn vào ngày 26 và ngày 30 hàng tháng, các bạn vào một rút tiền nữa các bạn. Một rút tiền đâu ta, một cài đặt chính, một thanh toán đặt hàng, danh sách thanh toán này, thanh toán được hàng nữa các bạn. Các bạn vào một này nè, rồi các bạn mình ép rồi nữa, các bạn nhập nhập cái số tiền này vô nè khoan, các bạn bấm nút nút vô chữ là payment là được các bạn. Rồi các bạn muốn kiếm thêm thu nhập thì các bạn bấm vào list chữ phần một mời bạn bè nè các bạn, mời bạn nè. Đó. Đó. Các bạn copy cái đường link này để chia sẻ cho các bạn của bạn các bạn, là mình được có khoảng lợi nhuận 30, một người giới thiệu là mình được 0.5 nha các bạn, mình lợi nhuận 30% lợi nhuận của người đó nữa nha các bạn. Kèo này rất ngon các bạn. Rồi vậy bạn nào có thắc mắc thì cứ để lại comment dưới đi, mình sẽ hỗ trợ các bạn nha các bạn. Đó các bạn, còn bạn nào chưa chơi cái đồng cái kèo cái sàn Coinbit này, kiếm cái đồng CNB trên sàn Coinbit này thì các bạn chơi nha các bạn, còn khoảng tháng 2 ngày nữa các bạn. Đồng các bạn vô KYC khoảng 5 phút nha các bạn. Đăng ký một cái tài khoản rồi vô KYC 5 phút rồi để đó. Nếu các bạn nào mà có tiền được thì nhớ chia cho mình hai bà cũ đang mình làm, đang mình mua cái máy di tích nha các bạn. Nè, sau khi nữa mình nói chơi với thôi nha các bạn. Sau khi các bạn được đồng CNB, các bạn quy đổi qua BTC hoặc ETH nè. Rồi các bạn USD nè các bạn. Rồi các bạn lên sàn các bạn bán rút về Việt Nam đồng. Nó dễ bẹt à. Nếu nào mình cho rút về thì mình sẽ làm video tỉ mỉ hơn nha các bạn. Vậy chào tất cả các bạn.